Kính chào quý vị. 17 vết thương rất dã man trên người ông cụ ngoài 70 tuổi. Chỉ nhìn thôi, người ta không khỏi đau xót cho cụ. Thế nhưng, quý vị có biết những vết thương dã man ấy là do ai hại không ạ? Đó chính là con trai và cả cháu đích tôn của cụ. Ông đã gây ra chỉ vì đòi đất thừa kế khi không đạt được thỏa hiệp giữa các bên. Thêm vào đó, có chi tiết cho rằng cụ ông đang bệnh rất nặng, có ý định bán đất để chữa bệnh, nhưng bị con trai ngăn cản. Vâng, lại chỉ vì đất, chỉ vì bất động sản mà người thân có thể táng tận lương tâm với người mình đã sinh ra và người mình gọi là cha, là ông. Mời quý vị cùng đến với vụ án hết sức bức xúc này tại Phú Yên và cho chúng tôi biết những ý kiến của quý vị ở phần bình luận ở video dưới đây. Vào lúc 16h40 ngày 20 tháng 4, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân Đoàn 8, sinh năm 1946, trú tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, bị hành hung, chảy nhiều huyết. Sau khi sơ cứu, bệnh viện xác định trên phần mặt và sọ đầu của bệnh nhân có 17 vết thương với chiều dài từ 0,2 đến 0,8 cm, trong đó vết dài nhất đến 8 cm, phải khâu hàng chục mũi và một vết thương ở cẳng tay trái. Theo cơ quan công an, nghi can đã hành hung trọng thương ông Tám, bước đầu được xác định là con trai cả Đoàn Cao Triệu cùng cháu nội là Đoàn Cao Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành trưng cầu giám định thương tật ông Đoàn Tám, đồng thời thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan đến căn cứ xử lý nghi can về tội đoạt mạng người theo quy định pháp luật. Quá trình tìm hiểu cho thấy vợ chồng ông Tám có tổng cộng 5 người con và 3 gái, 2 trai. Trước đây, ông Tám cùng với vợ khai hoang mấy mảnh đất rồi trồng lúa, trồng cây để làm kế sinh nhai, nuôi sống gia đình. Vợ chồng ông có hơn 1.400 m² đất, có thể phân được 11 lô đất ở đây. Cách đây 5 năm, vợ ông Tám đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, ông Tám sống một mình, sống trong căn nhà với số tiền hỗ trợ hàng tháng 540.000 đồng diện bảo trợ xã hội. Khoảng 4 năm trước, ông Tám bất ngờ lâm bệnh nặng, khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ông được xác định bị bíu cổ ác tính. Để chữa trị bệnh, ông Tám thường xuyên phải từ Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh nên rất tốn kém tiền bạc. Quá trình chữa trị kéo dài nhiều năm khiến kinh tế gia đình ngày càng suy kiệt. Khi ông đã hết sạch tiền dành dụm, ông Tám bàn bạc với các con rằng ông sẽ bán đất để chữa bệnh, tổng số 11 lô đất. Ông Tám giao cho người con cả là Đoàn Cao Triệu 6 lô để lo thờ cúng ông bà. Phần còn lại chia cho 4 cô con gái, trai, mỗi người một lô và giữ lại cho mình một lô để bán. Tuy nhiên, ý định này của ông Tám đã không được người con trai đầu của ông đồng ý. Người này ra sức cản trở và có thái độ, lời nói hỗn náo dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa hai cha con. Mâu thuẫn này cứ thế lớn dần, những trận cãi vã nảy lửa cũng diễn ra thường xuyên hơn mỗi ngày, khiến ông Tám vô cùng khổ tâm. Ông Tám buồn bã cho biết sở dĩ con trai cả của ông không đồng ý cho ông bán một lô đất để lấy tiền chữa bệnh là vì người này cho rằng mình phải được hưởng thêm một lô nữa là 7 lô mới đúng, chứ không phải 6 lô như ông Tám đã phân chia. Sau gần 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân 8 đã tạm ổn nhưng vẫn còn đang tiếp tục điều trị do bệnh nhân tuổi đã cao, lại mắc thêm căn bệnh bíu cổ đã lâu năm. Khi bị bạo hành, bệnh nhân đã mất khá nhiều huyết, dẫn đến sức khỏe rất yếu, có dấu hiệu bị suy kiệt, tinh thần hoảng loạn. Ông Tám kể, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 4, khi ông nghe con trai trưởng của mình là Đoàn Cao Triệu tiếp tục chửi mình nên bức xúc, cầm hung khí qua nhà con chỉ cách nhau vài bước chân. Nó chửi nhiều lần rồi, nó chửi không còn gì nữa hết đó.
Tôi tức quá, tôi xách cái cây vô nhưng thấy nó với vợ con nó đứng ở ngoài sân nên tôi không thể động tới nó được. Vậy nên tôi nghĩ trong bụng về lấy cái hung khí đoạt mạng nó chứ không có sống với cha con nó nữa. Vậy nên tôi về lấy hung khí qua. Lúc đó thằng con nó ở sau chạy tới lấy cây vụt vào cánh tay tôi. Vậy là thằng cha bên trên còn thằng con thì bên dưới lấy hung khí táng lên đầu tôi. Thế này đây, rồi tôi ngất, hết biết thứ gì nữa. Ông Tám vừa nói vừa đưa tay lên đầu. Thấy cha bị như vậy, con trai út của ông Tám là Đoàn Huỳnh Tượng đã vào can ngăn nhưng cũng bị đứa cháu tấn công. Hai cha con ông Tám sau đó được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Ông Tám cho biết Đoàn Cao Triệu dù là con cả trong gia đình nhưng từ trước tới giờ không quan tâm chăm sóc gì cho cha và liên tục có hành vi tranh giành đất với cha và các em. Chỉ có anh Đoàn Huỳnh Tượng là người thường hay chăm sóc cho cha mà thôi. Hiện tại ông Tám tuổi đã cao, không còn khả năng lao động nhưng lại bị con cháu đối xử như vậy nên ông rất buồn và suy sụp. Trước đó ông đã từng bị cả gia đình người con trai cả, gồm con trai, con dâu, cháu trai trói tay chân lại và hành hạ. May có những người hàng xóm can ngăn nên ông mới thoát được. Không biết tôi sống bao lâu nữa, nhưng trải qua những chuyện bị con cháu hành hạ như vậy, chắc tôi mất không nhắm mắt, ông Tám nói. Theo anh Đoàn Huỳnh Tượng, mâu thuẫn xuất phát từ việc phân chia đất đai giữa ông Tám và con trai cả đã xảy ra một thời gian khá dài. Giữa hai người nhiều lần xảy ra xích mích, vụ việc đã được hòa giải sau khi ông Tám và con trai cả đưa nhau ra tòa án huyện. Tuy nhiên, thời gian gần đây do bị bệnh nặng nên ông Tám quyết định bán một lô đất để lấy tiền chữa bệnh. Nhưng người anh cả không đồng ý nên mới dẫn đến vụ xô xát nói trên. Cha anh đã bị bệnh nhiều năm nay, bản thân anh làm nghề thợ sơn, đang nuôi vợ bị tâm thần và con nhỏ nên không giúp đỡ được gì nhiều. Số tiền có được để chữa bệnh nhờ vào tiền tích góp nhiều năm của cụ. Bây giờ số tiền đó đã cạn nên cụ muốn bán đất nhưng con cả không cho. Anh tự kể, hai ngày trước khi bị trọng thương, anh và cha mới đi chữa bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy về. Anh Tượng giải bày, bác sĩ nói cha tôi bị thiếu huyết nên không xạ trị được, cho về nhà để ăn uống, nghỉ dưỡng 10 ngày nữa rồi vào chữa bệnh. Nhưng giờ cha bị thương tích như này thì không biết sao. Trước đó cha cũng bán mảnh đất cho người anh cả được 60 triệu nhưng người này tự ý chia cho các anh chị em hết, không đưa cho cha đồng nào nên mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Tìm đến nhà ông Đoàn Cao Triệu ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, nơi xảy ra sự việc. Tại đây ông Triệu lại nói hoàn toàn khác. Ông Triệu bảo rằng hôm đó là ngày giỗ của bà nội ông, nhưng vì ông và cha cơm không lành, canh không ngọt nên không thể giỗ. Tôi có khóc và nói với con gái là ông nội của con nghe lời người ta đòi bán đất rồi kiện cáo nên từ cha. Chỉ vậy thôi mà cha tôi mang hung khí qua nhà. Thấy tôi đang ngủ trên võng, ông chọc tôi, may mà chỉ bị nhẹ ở vai phải. Lúc tôi bò dậy để chạy thì con trai tôi là Đoàn Cao Minh chạy lên lấy đòn gánh vụt vào tay cha tôi cho rớt hung khí, rồi nó bức xúc cầm hung khí dọa cha tôi. Chỉ vậy thôi, ông Triệu nói. Khi được hỏi lại chỉ dọa nhưng sao lại chi chít vết thương trên đầu và mặt ông Tám thì Triệu bảo chắc nó lỡ mạnh tay. Để làm rõ những mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất giữa cha con ông Tám và ông Triệu, chúng tôi đã liên lạc với bà Đoàn Thị Đà, em ruột của ông Triệu. Theo bà Đà, mâu thuẫn ban đầu xuất phát từ việc chia đất của cha bà. Theo đó, sau khi ông Tám phát bệnh,
Ông định chia phần đất mà ông đang sử dụng cho ba người con gái, mỗi người một lô. Con trai út là Đoàn Huỳnh Đượng, hai lô để còn chăm sóc cha. Riêng ông Tám cũng một lô để bán chữa bệnh. Còn ông Triệu thì ngoài phần đất mà ông đang sử dụng còn được chia thêm một lô. Tuy nhiên, lúc này cả nhà tôi không ai đồng ý vì nghĩ để cha dưỡng già. Nhưng rồi sau đó, ba tôi đòi lại hết nên anh tôi bức xúc rồi đòi thêm một lô mà ba tôi đã hứa trước đây, mới dẫn đến tranh chấp và tòa phải xử. Đề cập đến sự việc dẫn đến xô xát, bà Đà nói: chắc ba tôi sai rồi, vì ba tôi hành động trước mới xảy ra sự việc vậy. Chứ từ ngày tòa chia lại đất thì xong hết rồi, nhà ai nấy ở, chứ có chửi gì đâu. Trước đây thì anh tôi còn nói lặng lời với ba tôi, nhưng sau khi ra tòa chia lại, tôi dặn anh tôi rồi, ba có nói gì thì cũng nhịn. Tôi cũng hỏi thăm hàng xóm thì đâu có chửi. Có điều ba tôi hơi nóng nảy vậy thôi. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Mỹ cho biết, người con trai cả của ông Tám làm nghề chạy xe, kinh tế gia đình ông Tám cũng không quá khó khăn. Trước đó, vụ tranh chấp giải quyết xong, không ai khiếu nại gì nữa. Khi xảy ra vụ việc, ông Tám bị con trai và cháu nội đánh trọng thương, Ủy ban Nhân dân xã An Mỹ đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với công an huyện Tuy An và công an tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra làm rõ. Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Yên cũng đã lên tiếng rằng sẽ xem xét trường hợp của ông Đoàn Tám và giúp đỡ về các thủ tục pháp lý cho ông từ giai đoạn điều tra đến giai đoạn xét xử. Chiều ngày 29 tháng 4, lãnh đạo công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Cao Minh, 24 tuổi, ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để điều tra về hành vi đoạt mạng người. Thưa quý vị, từ góc nhìn của những người ngoài, chúng ta đều thấy cả hai phía đều sai trong vụ việc này. Kết quả cuối cùng thì chỉ đẩy vụ việc đi quá xa. Người lao vào vòng lao lý, người mang thương tật khi tuổi xế chiều. Mong rằng đứng trước lợi ích về vật chất, chúng ta hãy bình tĩnh, tỉnh táo, đừng để những thứ hiện hữu trước mắt làm mờ đi những giá trị thật giữa người với người. Tới đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.